Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là một món là nấu bún cá lóc tại nhà nha các bạn. Đó thì ở nhà mình có nguyên liệu gì thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem nha. Cá lóc thì ở đây mình mua con cá này là 1,3 kg nha các bạn. Mình mua xong cái mình mượn cái người mặn cá đó, người ta lóc bỏ cái da bỏ luôn. Đó, mình lóc xong rồi nhìn con cá nhìn này nó rất là ngon các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, cá này là mình đã rửa sạch sẽ hết rồi nha các bạn. Đó. Còn ở đây tôm. Tôm này mình dùng cỡ 400g tôm như nè. Thì tùy các bạn nào thích ăn tôm nhiều thì các bạn mua nửa ký hay hoặc là bao nhiêu cũng được để dành mình ăn. Đó, tôm này là mình lặt sạch sẽ hết trơn rồi nha các bạn. Các bạn nhớ là mình ấy tôm xong các bạn chế vô một ít rượu với một chút xíu muối đặng mình rửa cho cái con tôm của mình nó không có tanh đó các bạn. Nguyên liệu gồm có ở đây á, thì mình dùng hai củ cà rốt nhỏ nhỏ như này nha các bạn, và sả, hành lá, với mình ở đây mình dùng hai tép tỏi về để hồi nữa mình phi tỏi á các bạn. Đó, rồi ăn kèm với bún. Bún thì ở đây mình dùng bắp chuối nè các bạn. Mình không có ăn giá cho nên mình chỉ mua bắp chuối thôi. Rồi các bạn nào mà muốn ăn giá thì các bạn mua giá ăn kèm cũng được nha các bạn. Đây là rau găm. Đó, nhưng nguyên liệu cũng đơn giản lắm. Ở nhà thì mình dùng là súp cà no với bột ngọt này, đường, muối. Đó, bây giờ mình tiến hành mình đi nấu nha các bạn. Giờ mình sắc sả ra trước, đặng mình phi một chút sả đặng cho cái nước lèo của mình nó thơm nha các bạn. Thời gian mình chờ đợi bắt nước lên thì mình sắc một ít sả nha các bạn. Đó, mình sắc một ít gì đặng mình phi cho cái sả này nó vàng cùng với cái nước lèo luôn nha các bạn cho nó thơm. Đó, mình nhớ mà các bạn sắc sả này bầm cho thiệt là nhuyễn nha các bạn. Để lúc mà mình ăn cái nước lèo nó không có bị cộm cộm cái sả nha các bạn. Ở đây mình dùng 3 tép nhỏ nhỏ gì đi. Mình phi lên cho cái nước nó thơm. Ở đây mình phi sả không chứ mình không có để tỏi nha các bạn. Phi một miếng xong rồi cái đầu mình hả đổ nước vô mình nấu cho sôi lên. Sả mình đã bầm nhuyễn rồi mình sắc vô thêm một ít ớt nha các bạn. Các bạn nào không ăn cay thì các bạn khỏi bỏ cũng được tại vì mình để một miếng ớt vô vậy nè mình tấy lên cho nó thơm. Cho nó hơi the the cái nước vậy đó các bạn. Rồi bây giờ mình đi sấy sả nha các bạn. Bắt cái nồi lên mình nấu nước lèo nha các bạn. Thì mình chờ cái nồi cho nó nóng lên mình để vô ít dầu. Nóng rồi mình để vô đây một ít dầu. Mình để sả bầm nè các bạn. Để vô luôn. Thôi mình phi cho nó vàng lên là bắt đầu mình đổ nước vô mình nấu nha các bạn. Vậy thì cái nước lèo của mình nó sẽ thơm. Ở đây mình dùng sả thôi mà cho nên mình không có dùng tỏi nữa các bạn. Rồi, bây giờ nó vàng lên rồi nè. Giờ mình đổ nước vô đây. Đây là cái nồi này là của mình á. Là mình sẽ đun vô đây là 3 lít nước nha các bạn. Các bạn ơi, mình đã để vô đây là 3 lít nước rồi. Giờ mình chờ nước nó sôi lên rồi mình sẽ bỏ cá vào nha các bạn. Giờ mình đi tiến hành mình đi xào tôm nha các bạn. Tôm giờ mình dùng ở đây là 2 tép tỏi nha các bạn. Mình sẽ đập tỏi mình phi cho vàng lên rồi mình xào tôm cho nó thơm lên nha các bạn. Đang hồi mình ăn kèm với bún.
cái tỏi này thì các bạn bầm hơi nhuyễn chút nha các bạn, vì mình xào tôm á bầm nhuyễn chút để cho nhìn thấy nó ngon. Giờ mình bầm nhuyễn tôm xong rồi đó, bắt đầu mình bắt cái chảo lên mình xào tôm. Rồi, đi đây này. Giờ mình bắt cái chảo lên mình xào tôm nha các bạn. Giờ để cái chảo nóng lên cái mình chế dầu ăn vô. Miếng dầu ăn vô. Sau đó mình bỏ tỏi vô luôn. Xào cho cái tỏi này nó vàng lên rồi mình bỏ tôm vào nha các bạn. Tôm thì các bạn nào muốn ăn tôm nhiều thì các bạn làm tôm nhiều một tí, còn mình ở đây có hai vợ chồng với hai đứa con cho nên mình dùng có ít tôm mà nha các bạn. Để cá ăn cá bự quá trời luôn, tới 1,3 kg nữa. Bây giờ mình phi cho cái tỏi này nó vàng ra để mình bớt lửa một chút xíu nữa các bạn, đừng để lửa lớn quá thì tỏi của mình nó khét nữa. Giờ tỏi mình nó đã sắp vàng lên rồi đó, hơi vàng vàng vậy là được rồi nhé các bạn. Đó, mình để tỏi để thêm vô. Xào cho tôm nó săn lên. Mình bớt lửa lại các bạn ơi. Các bạn nhớ bớt lửa nhỏ lại, để lửa riu riu thôi là bắt đầu mình sẽ nêm gia vị vô đây luôn. Tôm này nó săn lên về là được rồi nha các bạn. Mình bớt lửa nhỏ nhỏ vô một chút. Và mình sẽ nêm vào đây, mình dùng cái muỗng như vậy này nha các bạn, muỗng nhỏ như này, muỗng muỗng đó. Mình dùng ở trong đây là một muỗng hạt nêm nhỏ nhỏ vậy nè các bạn. Còn bột ngọt thì mình dùng một phần tư bột ngọt muỗng lớn vậy nè các bạn. Đường thì mình dùng ở đây là 2 muỗng đường đầy vậy nha các bạn. Tại vì mình xào tôm là phải cho ngọt, để hồi mình ăn bún nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Đó, mình xào lên. Đó, xào cho nó săn lên. Giờ mình sẽ chế vào đây một ít nước nữa nghe các bạn. Rồi mình dặn lửa lớn lên. Bự quá nên mình không có dùng tôm nhiều. Đó, mình xào chừng nào mà nó khô lại là được nha các bạn. Tôm của mình nó đã sọp lại gì, các bạn dùng ống màu gạch tôm á các bạn, bỏ vào đây một ít cho cái màu nó đỏ lên, rồi mình để vô tô bún nhìn nó ngon nha các bạn. Ít thôi. Còn các bạn mà muốn ăn màu cho nó màu đẹp hơn nữa thì các bạn có thể để nhiều cũng được. Còn mình ở đây là mình dùng một chút xíu rồi nghe các bạn, để con tôm nó hơi đỏ đỏ lên chút là được. Giờ tôm của mình nó sệt lại gì là được rồi các bạn. Giờ mình tắt lửa nha các bạn. Để hồi mình chuẩn bún xong rồi mình để tôm lên trên mặt cho nó nhìn thấy ngon các bạn. Các bạn nhớ tôm này các bạn đừng để muối, các bạn để súp cà no cho mình đi. Đó, mình xào lên có cái độ như mặn mặn ngọt ngọt vậy là được rồi, chứ không cần phải để muối thì con tôm nó không có được ngon nha các bạn. Để miếng hạt nêm vô, chứ miếng
Rồi đường thì các bạn nhớ là phải để đường hơi nhiều một tí để con tôm này nó ngọt lên á, thì mình ăn bún nó mới ngon nha các bạn. Còn các bạn nào không ăn ngọt nhiều thì các bạn để ít đường lại cũng được. Còn mình á, thì mình ăn hơi ngọt. Các bạn ơi, giờ cái nồi nước của mình á, sôi lên rồi. Giờ mình sẽ bỏ cá vô. Các bạn nhớ mấy cái gốc sả này nè các bạn. Hồi nãy mình lấy còn dư thì các bạn bỏ vô luôn cũng được nha các bạn. Đó, bây giờ mình bỏ cá vô. Cá bự quá. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Đậy lên nó vừa sôi lên là các bạn nhớ là lấy dở nắp ra nha. Tại vì cá nó cũng mau chín lắm các bạn ơi. Này các bạn tỉa cho nó có cái bông gì nè. Cho nó đẹp nha các bạn. Còn các bạn không tỉa thì các bạn có thể sắc ra xéo xéo cũng được nha các bạn. Giờ mình còn thời gian thì giờ mình tỉa vậy đi. Cho nó thấy cái tự gót nó đẹp đẹp một chút. Hoặc các bạn nào không có thời gian thì các bạn có thể cắt xéo xéo cũng được. Mình tỉa xong rồi về nè các bạn. Mình cho cái củ tự gót của mình nó đẹp đẹp một chút vậy. Giờ mình ấy cà gót xong xuôi rồi thì bắt đầu mình sẽ phi tỏi nghe các bạn. Cái nồi của mình nó sôi lên, giờ mình dở nắp ra nghe các bạn. Giờ các bạn không cần phải đậy nắp nữa, thì cá nó mau chín dữ lắm. Giờ mình bỏ cà gót vô luôn nha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ nồi cá của mình á, nãy giờ nó cũng sôi rồi thì bây giờ mình sẽ nêm vào đây á, là một muỗng muối vậy nè nghe các bạn, muỗng ăn canh mình đó nha, nêm vào đây một muỗng muối luôn đi. Mình nêm trước vậy để cho nó thấm vô trong cá. Đây á, là mình sẽ dùng là 1/4 bột ngọt nha các bạn, muốn ăn canh đó. Đó, mình nêm vậy để cho cái nước cốt của mình nó đậm đà mà nó thấm vào cá nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng hạt nêm nha các bạn, muỗng gì nè nghe các bạn, 2 muỗng hạt nêm. Mình sẽ cho vào đây là 3 muỗng đường, 3 muỗng ăn canh gì nè các bạn, 3 muỗng. Đó, mình để vậy để bạn cho cái nước súp của mình á, nó sẽ có cái đậm đà mà nó thấm vô trong cái thịt cá nó sẽ ngon hơn. Các bạn nhớ khi mà cá mà nó chín rồi á thì các bạn gấp ra tô đi, rồi hay gặp qua dĩa gì cũng được, rồi các bạn gỡ xương ra hết luôn, chỉ chừa cái đầu cá lại thôi. Các bạn ơi, giờ cá của mình nó chín rồi thì bây giờ mình sẽ gắp cá ra mình gỡ xương nha các bạn. Ua, à bự quá không được rồi. Mình sẽ dùng cái một cái giá để đỡ lên được. Mình sẽ đỡ cá lên nha. Mình gấp ra ngoài vậy để tạo mình gỡ cái xương ra nha các bạn. Giờ cá thì mình đã gấp ra rồi. Bây giờ các bạn sẽ nêm vào trong đây thêm một ít súp cà no nữa nha các bạn. Tại vì hồi nãy mình chỉ nêm trong lúc rồi để cho nó thấm cá thôi. Thì bây giờ các bạn có thể thêm vào đây là 1 muỗng súp cà no nữa nha các bạn.
cho cái nước của mình, hồi nữa mình trụng bún đó, thằng cho nó được đậm đà hơn nha các bạn. Đó. Rồi mình để lửa riu riu gì đi, đặng cho cái củ cà rốt của mình nó mềm là được. Bây giờ nước súp của mình là vậy là được rồi đó các bạn. Các bạn thấy nước mà nó có bọt gì nè các bạn, hết nha các bạn. Để lửa nhỏ nhỏ thì đặng các bạn hết bọt. Rồi, vậy là nước đều của mình vậy là xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi tách cá nha các bạn. Các bạn ơi, giờ cá lóc của mình nó đã nguội rồi, giờ mình lấy xương ra nha các bạn. Cách lấy xương thì các bạn xem nè, cá lóc như vậy á, các bạn có thấy không, cái lằn ngay chân chỗ chính giữa, cái lườn xương sống chỗ con cá này, bên hông của nó nghe các bạn, là chỗ này là nó nằm nguyên một lớp xương, nó nằm ngay đây nè. Cho nên mình lấy tách xương á, mình muốn cho nó không có xương á. Nếu là gia đình nào mà có con nhỏ, mình phải tách khéo khéo một chút nha các bạn. Đó, mình sẽ tách cái con cá ra như vậy nè. Đó, các bạn thấy không? Cái xương nó nằm phía bên đỉnh này nè, các bạn thấy không? Đó, nguyên một già lườn chỗ này nè. Rồi xương xong rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái xương ngay chỗ này. Đó. Các bạn chỉ cần lấy theo cái khớp của nó gì nè các bạn. Nhiều bạn thì biết cách lấy xương, còn cũng có nhiều người bạn cũng không có biết nữa, cũng giống như mình thì lúc trước mình cũng đâu có biết xương nó nằm ngay đây đâu. Mình cũng nhìn thấy mấy cô chú ở trên YouTube á, người ta lấy xương cá lóc hay lắm, thì mình làm theo nghe các bạn. Đó, các bạn chỉ cần lấy một cái lằn dài chỗ này nè là hết xương nè, các bạn thấy không, không có miếng xương nào hết. Đó, mình tách gì thì mình cho con mình nó ăn, nó mình cũng an tâm nữa, không có bị xương. Đó, bây giờ là mình cứ khớp trên đây, phía trên này là các bạn cứ lựa ngay chân cái lượng xương sống ba hai bên hông của chỗ này nè, các bạn lấy xương ra là hết. Đó, rất là dễ dàng mà nó lại nhanh nữa. Các bạn nhớ là phải lấy ngay cái khớp của nó mới được nha, nó không có lộn xộn thì xương nó sẽ không bị lẫn lộn chung nha các bạn. Đó, mình cứ lấy tiếp tục là như vậy đó. Mình chỉ lấy cái phần cái mình đó thôi, còn cái đầu thì mình khỏi cái lấy. Cái đầu đâu có lấy được đâu, xương dữ lắm. Đó, mình chỉ tách ra như vậy nè, đặng cho con mình ăn cho nó dễ. Đó, các bạn thấy mình lấy không? Đó, bên hông vậy nè. Đó, bạn lật lên là nó có cái lằn xương phía bên đây. Là các bạn lấy theo một chiều của nó như vậy nè, là hết xương. Giờ mình lấy ra. Rồi, đó, các bạn thấy không? Phần này là không còn miếng xương nào hết. Bây giờ tới cái phần ở dưới đây. Đó, các bạn thấy miếng cá không? Đó, các bạn tách thêm một miếng ngay khúc gần cái bụng. Đó, các bạn thấy không? Đây nè. Gần cái bụng là để mình để gần cho các bạn xem. Các bạn thấy nè, cái lằn chỗ này nè, là nó có xương nguyên một dãy chỗ này nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ lấy nguyên một cái khớp chỗ này ra là nó sẽ hết xương. Đó, mình chỉ cần lấy một cái lằn dài là hết xương nữa, xương luôn nè các bạn. Đó, ở dưới đây cũng vậy, mình cũng lấy tương tự như vậy, mình lấy từng khớp từng khớp. Đó, các bạn thấy không, cái này là nó gần tới cái khúc đuôi rồi nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ dùng cái tay của mình sẽ gỡ hết nguyên một cái dàn xương chỗ này nè các bạn. Ở đây là xương không nè. Đó, cho nên mình dùng cái tay mình rút xương ra vậy nè các bạn. Đó, bạn thấy không? Đó, mình lấy từng miếng miếng vậy nè, là nó sẽ không có lộn một miếng xương nào vô được nữa hết, tại vì mình lấy ngay cái khớp của nó rồi là không có còn xương nữa các bạn. Đó, hết xương rồi nè, cứ lấy các bạn cứ lấy theo như mình vậy là không bao giờ còn miếng xương nào ở trong cá nữa hết á, mà nó lại nhanh nữa. Còn như nhiều bạn không biết á thì các bạn cứ sơi sơi lên là tất nhiên xương nó sẽ dính lõn lõn vô trong những cái thịt bên ha, bên bìa hay là dưới khúc đuôi dưỡng vậy hết. Đó, các bạn cứ làm giống như mình vậy là không có lộn xương vô nha các bạn. Giờ mình rút cái xương này ra luôn. Đó,
bong bóng luôn á, bong bóng cá. Còn cái bề bên đây thì các bạn cũng vẫn lấy y gan như mình nấu như nghe các bạn. Đó, mình bẻ ngay cái khớp nó vậy nè. Đó, bạn thấy không nè, xương nó nằm phía trên này nè. Ngay chăng cái lường bên hông nãy mình hướng dẫn cho các bạn xem đó. Đó, mình cứ việc bóc xương hai bên đây nè. Là đây là xương không à. Đấy là từng khớp vậy đó. Là nó sẽ không bao giờ còn xương nữa, là mình ăn nó cũng an tâm hơn nữa. Đó, tại nhà mình có con nhỏ cho nên mình phải lựa cho nó kỹ một chút. Đó, miếng này thì cũng vậy, nhất là xương nó gần cái đỉnh đuôi á, ngay chân chỗ này nè các bạn. Các bạn thấy không đó, ngay chân đường này là xương rất là nhiều. Đó, mình cứ lấy xương từng khớp khớp đây nè. Đó, phía trên thì nó không có, nhưng mà phía dưới xương nó sẽ nằm phía dưới. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ trụng bún. Cái bún này á, là mình hồi nãy mình có trụng qua nước sôi rồi nghe các bạn. Mình mua về là bắt đầu mình nấu nước sôi để vô chút xíu muối, cái mình trụng bún qua cái. Giờ bắt đầu hồi nữa là mình để gì là mình ăn luôn nghe các bạn, không cần phải trụng qua nước. Nhiều bạn á, thì người ta bắt thêm một nồi nước sôi ở bên, là mình trụng bún xong rồi mình mới lấy cái nước súp này đổ vô. Còn mình ở đây mình đã trụng trước rồi, thì bây giờ mình chỉ dùng nước này mình trụng sơ qua cái nữa là được nha các bạn. Đó, trụng qua trong cái nước luôn, trong cái nồi này luôn. Đó, tại vì bún mình đã trụng trước rồi, mình chỉ trụng lại cho con bún nóng lên, cho con bún mình nó thấy ngon vậy thôi. Đó, nước sôi lên rồi, đầu mình sẽ gấp cái này bỏ vô đây, mình sẽ lấy nước súp bỏ vô luôn. Gia vị thì mình đã đem ra trước hết rồi, giờ mình chỉ trụng nước cái rồi mình bưng ra ngoài nghe các bạn. Rồi bây giờ mình bưng ra ngoài. Các bạn ơi, tô bún của mình đã trụng trong bếp nè, còn nóng vậy nè. Thế mình cho vào đây một ít hành lá nha các bạn. Và mình sẽ cho vào đây một ít tỏi phi. Tỏi phi với các bạn, cho vào đây luôn. Và mình sẽ bỏ rau vào. Bỏ ít cọng rau găm lên cho anh nhìn thấy nó ăn bún cá là phải ăn rau găm nghe các bạn. Dạ, mình bỏ cá vào. Cá này mình tắt cho không có xương gì chứ. Đó, mình tôm của mình đây, mình bỏ vào đây tôm. Cái này mình xào nó ngọt ngọt mặn mặn nha các bạn, cũng không có mặn quá, hơi hơi mặn nè. Rồi, cái bún của mình đã xong rồi, giờ mình sẽ ăn với nước mắm ớt nha các bạn. Bún cá mình ăn nước mắm ớt. Giờ mình mời các bạn ăn bún cá của mình nha. Rồi, giờ mình gắp miếng cá rồi mình mời các bạn nha. Rồi, mời các bạn ăn bún cá với mình nha. Mời các bạn. Bún cá ngon quá. Cái nước nó thơm, cái mùi xả ngon ghê luôn. Rồi, mình mời các bạn ăn bún với mình. Nước súp ngon, nước thơm. Rồi, các bạn ơi, video của mình á đến đây là đã kết thúc rồi. Nếu các bạn nào thấy video của mình hay á, các bạn nhớ nhấn nút like và đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Để mình có động lực ra video mới. Rồi, xin chào các bạn nha.